Em xin chào thầy các anh chị nhé. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghị Kể Lại của em ạ. Hôm nay em tiếp tục đến lại đến cái thời kỳ em tách cây giống của cây lemon lime quýt côn này rồi này. Thì đến hẹn lại lên em lại tách tiếp. Ở đây em có khoảng gần chục gốc ấy, thì cũng cây con em thấy cũng khá nhiều đấy. Ở đây có hai ba cây này, hai cây này. Đây có một cây. Chỗ này có khoảng 4-5 cây này. Chỗ này cũng 4-5 cây. Này 2 cây. Này 4 cây. Bên trên này mấy cây nhỏ nhỏ này thì em coi tách được hay tách không tách được em để lại. Rồi, mời các anh chị cùng theo dõi nhá. Rồi em tách ở đây trước đi. Đây, ở đây có cây. Này là cây mẹ này. Lá mẹ này, cắt đi. Đây là cây mẹ này anh chị này. Thì cây này nó có một con này, hai con này. Cây con này nó cũng khá lớn rồi. Em cũng tách đi thôi. Để nó ăn hết dinh dưỡng của cây mẹ rồi. Đấy giờ. Cây con này nó còn có cả cây con nữa. Anh chị này. Cái cây con này nó đẻ cả con nữa rồi này. Đấy. Mình để mình không tách cái nó đẻ luôn này anh chị này. Cây con. Này là con của cái này này. Rồi tách luôn thôi. Tách luôn để lấy giống còn bán chứ. Chị ăn hết rồi đây. Cái khá dễ. Trồng cái này thì tách nó dễ lắm anh chị ạ. Đó. Giá thể này nó tơi xốp lắm mà. Đó. Úi trời. Úi là trời. Này. Một cụm luôn này anh chị này. Đó, cây con đây anh chị này. Cây con em vừa nói này. Đây một cây con tiếp này. Rồi, cái này mình phải làm nhẹ tay không nó gãy nha anh chị. Rồi, để làm tới đâu thì em để ở đó luôn. Để chút xíu nữa em trồng. Chứ không cầm qua cầm lại nó gãy hết. Rồi cái này thì bây giờ mình chôn lại đi. Cái gồng con này thì mình chôn đây. Đó, mình chôn lại đi. Xong rồi mình để cho nó hở cái này lên thôi. Đó, như vậy đi. Chôn lại. Đây một gồng con đó này anh chị này. Đây một bên này có gồng con này, nó nhiều lắm. Nói chung là phải tách thôi, chứ để không được. Đây. Đây có một cái cây con nữa, chắc em tách luôn này. Tiện. Bị vướng. Vướng một cái này nữa rồi anh chị ạ. Vướng ở đây nữa này. Đây này. Đấy thôi, cái này chắc em để lại nhá. Nó vướng ở đây rồi, vướng ở đây nữa rồi. Cái này để lại đi. Cái này thì hai thân này thì chắc em để lại luôn. Em để cái cây này lại đi. Hai thân này nó cũng tách nhau ra rồi. Cây con bằng cây mẹ rồi. Em không tách nữa. Rồi, tách những cây này. Rồi, tách những cái này đi. Cái này thì nhiều anh chị ạ. 4-5 cây con cơ. Rồi, 4-5 cây con thì tách từ từ thôi. Anh chị chú ý nhé, khi mà mình tách cây con thường thường cây mẹ nó hay bị đổ lắm đấy. Tách xong anh chị phải chống đấy. Đây. Đây chính là cái đường nối giữa cây mẹ với cây con này. Đó. Em ngắt cái đường nối ra này, xong em nhấc cái rễ ra thôi. Đó. Đây anh chị này. Cây này nó là cây con nhưng mà nó cũng lại đẻ đây này. Đấy, nó lại đẻ cây con này. Rồi, để ra đây đã. Vừa này thu hoạch cũng nhiều đấy. Cái cây này khoảng 2-3 tuần nữa là nó khỏe cây là em cũng xuất bán được rồi đấy anh chị. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé, ủng hộ em. Về trồng chơi cái này một hai cây thì mai mốt anh chị có cả vườn đó. Cái này thì nó nhỏ hơn thì nó chưa có cây con này. Đấy, nó nhỏ hơn này. Đây có cái ngồng này, ngồng của cái này, ngồng của cái này thì em giữ lại. À,
cái này lấy được hơi ít rễ này, tại vì nó ăn sát với cây mẹ rồi, hơi ít nhưng mà vẫn sống bình thường anh chị nhé. Đây còn một cây nữa, không tách luôn. Ui, lại có một cái chổi ở đây nữa này. Trời ơi, tách khó hơn rồi đó. Nó có chổi thế này là nó sẽ khó tách hơn nha anh chị, dễ gãy lắm ạ. Đó, cây mẹ đang muốn đổ đó, đó. Đây, chồi đây. Đó, cây mẹ mình tách một cái nó đổ liền. Nguy hiểm. Lấp lại. Cái này em sẽ lấy dây em cột lại nha anh chị. Như vậy em tách xong cái cây này rồi, em cũng chống lại luôn. Chống lại cho nó không bị nghiêng rồi nhá. Đây, cái này em tách được 4 cây con này. Và tiếp theo đến cái cây này. Cây này cũng có khoảng 5 đến 6 cây con đấy anh chị. Đó, như này. Em cũng tách luôn. À, cái gì dễ làm trước. Nó có cái đường nối đây anh chị. Vạch ra một cái. Ở đây em trồng cái giá thể này thì em tách khá là dễ chị ạ. Có một cái nhược điểm đó là cái cây nó bị nghiêng, bắt buộc mình phải tìm cách mình chống lại, chống nó lên thì mới được. Cây nó nghiêng đó. Anh chị nào mà trồng cái có cái giá thể nào nó chắc hơn, ví dụ trồng dưới đất ấy, thì nó sẽ làm cho cây nó cứng, không có bị nghiêng. Này thì nó nằm sát cây mẹ rồi, nó được ít rễ lắm, ít rễ thì trồng nó cũng lên. Nhiều rễ chưa? Đó, một bó luôn này. Đó, cất lấy đã. Đó, em tách một cái nó nghiêng luôn này. Rất là yếu. Đó, cái này thì dễ tách này. Đó, cái này cũng vậy. Nó cách xa mẹ nó có cái ngó là nó dễ tách hơn. Cái này, những cái gần gần này thì lại khó tách này. Cái đây nó có mấy ngó nữa này anh chị này. Mình tách mình lưu ý nhé. Lúc mà ngó một cái là nó gãy hết. Cái này cũng gần mẹ nó ít rễ này. Cây thì khỏe nên rễ nó ít. Được rồi, cây này nó tách xong rồi, vùi lại đi. Tiếp theo là cái cây này anh chị nhé. Cây này nó nhỏ hơn, nó có 2 cây con. Cây con này cũng to rồi đó. Em sẽ tách 2 con này luôn. Hơi vướng nhỉ. Nó có 2 cây con như vậy đó. Đó, em sẽ tách 2 cây con này. Cái này ăn sát mẹ rồi, chắc dễ đấy ít rồi. Đấy, cây ăn sát cây mẹ thì nó được bộ rễ như vậy thôi anh chị ạ. Ít thôi, nhưng mà nó đủ để mình trồng rồi. Vùi lại bên này đã. Cái này thì nó lại cách xa mẹ này. Cách xa cây mẹ thì mình chỉ cần tìm được cái đường ngó của nó thôi. Mình ngắt cái ngó đi là mình tách được.
ăn sâu ghê ta. Rồi đã tìm được cái ngõ ngắt rồi. Đó, nó cách xa cây mẹ thì nó được như vậy này chị này. Lấy được cả cụm luôn. Thường thường những cây như này em trồng nó thuần một cái là nó sẽ có thể là nó sẽ sinh sản ngay chị ạ. Nó lớn hết rồi. Cây nó cao đến 50 60 rồi. Cây này thì không bị nghiêng. Rồi, bù lại đã. Ở bên này thì nó có một gốc mẹ nó bị hư cây mẹ rồi này. Thì nó đẩy được bốn cây con. Bốn cây con thì em thấy nó sẽ bị dư cây. Em sẽ tách hai cây nhỏ đi. Để lại hai cây lớn này cho nó phát triển ở đây luôn. Hai cây nhỏ này nói tách chứ mình nhấc thôi, không cần tách. À, nó cũng có dính chứ. Nó có dính đến cây mẹ đấy. Đó, cái ngón này. Nó có dính đến cây mẹ là có cái ngón này. Đấy cũng vậy. Cái này như bị nấm bị gì đó, em cũng không biết nữa, cây mẹ nó chết là do vậy đó. Nếu vậy thì chắc em tách thêm một cây ở đây nữa. Nó có cái ngón nối với cây mẹ, em tách luôn. Cây mẹ nó chết rồi. Nó có cái ngó này anh chị này. Cái ngó nó có cái cây mẹ này. Rồi. Như vậy là em đã tách gần hết rồi. Ở trên này em còn mấy cây con nữa thôi. Thì mấy cây con này nó hơi nhỏ anh chị ạ. Tại vì ở đoạn trên kia em có mấy cây con em cũng giữ lại. Mấy cây này nó cũng nhỏ thôi, lá bé xíu. Thì chắc em để lại để em tách đợt sau với mấy cây ở bên trên kia luôn. Ở đây có mấy cây nhỏ nhỏ em nhân giống này. Rồi, em tách xong rồi. Thì đây, cũng được một mớ này. Gọi là một mớ này. Cây giá trị thấp thì mình nhân giống được nhiều. Thì bây giờ em sẽ trộn giá thể để em trồng thôi. Thì cái cách trộn giá thể và cách trồng thì em làm rất nhiều clip em hướng dẫn anh chị rồi. Thì em sẽ không quay cái đoạn đó nữa, mất thời gian của anh chị. Rồi chút xíu nữa khi em trồng xong thì em sẽ đưa một cái hình ảnh cái cây em trồng xong lên cho anh chị coi nhé. Rồi, như vậy là em đã trồng thêm một cái hàng cặp cây này nữa này. Đó, những cây này. Cây nhỏ bên kia là em vừa mới trồng thêm nữa. Đó, trồng đến đằng trên kia luôn. Đó, trên nó mấy cây bên cặp cặp đó. Và đây được 2, 4, 5, 6, 7, 8 chậu nữa. 8 cái chậu ở đây nữa. Thì em trồng vào chậu để em xuất bán. Còn mấy cây cao cặp bên hông kia là em trồng để nhân giống. Đây, chỗ này được 8 chậu này. Cây cao lắm, lá to. To lắm, lá 30 rồi. Rồi bây giờ em sẽ tưới, giữ ẩm cho nó. Em xin kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.